Ôi các bạn ơi, mình có con chó bông này, đẹp chưa này. À, chó này của mình nó còn sủa được đấy các bạn ơi. Này. Này. Đấy, các bạn nghe không? Đấy. Đấy, các bạn thấy chưa? Chó mình kêu được đấy. Đấy, xinh chưa? Chó ơi, chó có đói không? Để mình cho chó ăn nhá. Wow, chó đẹp quá. Đưa đây. Ô, bạn Trang ơi, đằng sau bạn khóc thế? Tớ bị em tớ lấy mất chó bông rồi. Con chó bông á? Chó bông màu gì? Đúng rồi, một chú chó bông màu trắng các bạn ơi. À thế à? Ở đây tớ có một cây gậy thần kỳ này. Bây giờ tớ sẽ biến con chó bông trả lại cho cậu nhá. Thế á? Wow, lại có cây gậy thần kỳ á. Đúng rồi, cây này nó có thể biến được ra mọi thứ mình ước đấy. Thế á, cậu thử biến xem nào. Đây nhá, đây là cây gậy thần kỳ này, xem này. Úm ba la, bùm. Wow! Ui, con gì đây? Đây, con chó bông của cậu đây, đúng không? Không phải. Đấy, con chó bông của tớ màu trắng cơ. Sao con này nó lại có màu xám thế? Nhưng mà cái gậy thần nó biến ra đây mà. Ui, không phải. Đây là một con mèo mèo. Đây là con mèo, đây là con chó hay sao chứ? Con mèo, mèo, mèo. À, thì ra đây là một con mèo. Thế đây có phải con mèo của cậu không? Không phải, đây là con mèo của ai ý. Thế à? Nhìn bạn đáng thương chưa này? Bạn đang sợ hay sao ấy? Được rồi, thế thì được rồi. Thế thì sẽ biến lại nhá. Chắc là cái cây gậy thần này nó bị lỗi. Nào, bây giờ mình sẽ bỏ mèo ra. Mình sẽ mang mèo trở về với mẹ nhá. Được rồi, để tớ sẽ biến lại cho cậu nhá. Bùm. Ui, đây là con gì thế? Con gì nó lại có cái đuôi dài thế nhở? Đây là con chó của cậu đấy, có phải không? Không phải. Con này nó là con gì? Không phải con chó. Con gà. Đúng không? Đây là con gà, không phải con chó. Chó là tớ màu trắng cơ. À thế à? Ừ đúng rồi, thế thì cây gậy này nó biến ra toàn biến ra nhầm đấy nhỉ. Lần này để mình gậy sẽ... giỏm rồi các bạn ơi. Được rồi, lần này mình sẽ biến lại nhá. Nào, biến con gà biến mất ạ. Bùm. Được rồi, lần này tớ sẽ biến lốt lần này nữa để xem có ra được con chó của cậu không nha. Nếu mà không thì tớ sẽ vứt cái cây gậy này đi. Úm ba la, bùm. Wow. Một chú chó trắng. Đúng chưa? Đây là con chó của cậu đúng không? Wow, đúng rồi các bạn ơi. Đây là chó của mình đấy, nhìn này, đáng yêu chưa? Mùi thơm quá các bạn ơi. Ui, bạn đang liếm mặt mình đấy này. Chó đang đói sao ấy? Ui. Bây giờ phải cho chó ăn đi, chó đang đói rồi. Này bạn chó mình đáng yêu chưa này các bạn? Ui giời. Cậu ôm tớ à? Mùi bạn chó bông đấy. À, mình sẽ cho bạn ăn khoai nhá các bạn ơi. Thế đây đúng là con chó của cậu thật không? Đúng rồi, con chó của tớ đấy. Đúng à, cũng màu trắng như này à? Cũng màu trắng như này luôn. Cũng dễ thương như này à? Cũng dễ thương như này, cũng biết sủa gâu gâu. À, chó sủa gâu gâu thế nào? Ôi, bạn đang lè lưỡi này, Ôi, đáng yêu chưa này? Chó đang thè lưỡi ra kìa, hình như là chó đói rồi hay sao? Ừ, đúng rồi, bạn ấy đói đấy. Mình sẽ để bạn xuống đây cho bạn ăn nhá. Thử cho chó ăn xem nào. Úi, chó đang ăn rồi. Chó cho chó ăn gì đấy? Mình đang cho bạn ăn khoai các bạn ơi. Ê. Ôi, chó đáng yêu chưa các bạn ơi, chó còn biết nằm ngửa ra đấy. Đây này. Úi trời, ui. Đáng yêu chưa? Xinh chưa? Chó thích vuốt ve lắm đây này. Bye bye các bạn.